Chuyện có thật, mẹ chết bị đọa địa ngục, ba lần báo mộng cho con trai, nhờ việc con trai xuất gia tu tập Phật Pháp mà được lên thiên đàng. Mẹ tôi chết ở Đại Lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng cho bà và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên. Đây là việc ngàn chân muôn thật. Địa điểm xảy ra tại tháp thức Bảo Điện Địa Tạng thuộc chùa Đại Giác ở Cơ Long, Đài Loan. Một tối nọ, Tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục. Sau đó bà từ trong ngục đi ra, níu tôi, cất giọng sầu thảm nói. Con ơi, hãy cứu mẹ. Tôi hỏi, vì sao mẹ lại ở trong đây? Mẹ tôi nói rất nhiều, bà thuộc lại chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào. Khổ sở ra sao? Và hối thúc tôi, hãy mau mau cứu bà ra. Tôi nói, được rồi, xin mẹ hãy chờ, con nhất định sẽ cứu mẹ tôi vừa trở mình thì thức giấc, liền ngồi bật dậy. Khi tôi nằm thấy ác mộng này nhằm vào lúc chùa Đại Giác đang mở đại giới đàn tại Cơ Long. Sáng ra, tôi vì mẹ lập bài vị để cầu siêu. Quý vị chú ý cách thức tôi lập bài vị. Trước tiên, tôi chấp tay lại, tụng một quyển kinh a di đà và 21 lần chú vãng sinh. Tụng xong thì cầm bút viết bài vị. Khi thảo mỗi một nét chữ, tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú phản sinh. Đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng, ly khổ đắc lạc. Sau đó tôi cầm bài vị đưa cho một chú sa di, nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong nơi công đức đường dùm. Vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình, nên cũng chẳng rõ chú Tiểu đã an trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào. tới đó tôi lại nằm mơ, thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục, tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân và từ không trung bay thẳng về Đài Loan. Tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở Kim Môn, chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển Đài Loan. Khi đến trên không chùa Đại Giác thì tôi liền hạ xuống đứng trước cổng niệm Phật đường. Sau đó tôi hộ tống mẫu thân lên lầu, thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nói Mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha, con sẽ siêu độ cho mẹ nói xong tôi thức giấc hôm sau nhiều hóa bận rộn truyền giới nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình linh vị của mẹ được an vị thế nào đến chiều khi mọi người đều đi dùng bữa cả do tôi đã quá ngọ không ăn nên tôi tranh thủ thời gian này đi đến niệm phật đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu đến nơi vừa nhìn thì ôi chao quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng. Đối diện với linh vị của mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên, tôi không kìm được lệ rơi, sùi sụt Thế là tôi bèn tụng một quyển kinh a di đà và 21 biến chú vạn sinh cho mẹ, chí thành cầu Phật siêu độ cho bà. Tụng xong thì đi ra, trong lòng bùi ngùi không vui. Tôi ngoái đầu nhìn thất bạo tháp nếu như, như mọi lần thì tôi chỉ xá rồi đi ra. Hôm ấy thì khác, tôi vừa bước đến sân điện quan âm nhìn thấy tượng bồ tát quan âm thì tôi liền bái trong lòng chỉ có một ý nghĩ cầu xin bồ tát từ bi siêu độ cho mẹ con đi tiếp đến điện phổ hiền vân thù thích ca tôi đều lần lượt lễ bái cầu phật lực gia hộ cho mẫu thân sau đó tôi đi lại ở từng nơi trong lòng chỉ có một niệm xin cầu siêu cho mẫu thân quay về lại điện quan âm vốn là tôi vô định đi ra vì khi đó trời đã tối thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng và từ trong đó thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương khiến tôi cảm thấy sợ lẽ nào đó là âm vong của quan quỷ không siêu thoát vì muốn biết đây có phải là oan quỷ hay không tôi bèn đến để xem thử khi tới chỗ đó tôi lớn tiếng nói này có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng nếu có thì hãy đến tìm tôi tôi có thể giúp cho các vị giải oan vì trước đây tôi làm ở bộ tư pháp hiện giờ cũng có rất nhiều bạn bè làm pháp quan kiểm sát quan tôi có thể thừa giúp các vị giải quan âm phòng không còn nữa tôi cúi đầu ngó xuống thấy bên dưới là một tầng hầm phải xuống cầu thang hình trôn ốc thì mới vào tới được thế là tôi đi xuống đó quyền đây là gian thờ cốt bên trong có thờ bồ tát địa tạng vừa nhìn thấy ngài tôi liền nhớ đến chuyện xưa kia bồ tát cũng từng cứu giúp mẫu thân Thế là tôi liền thỉnh cầu Bồ Tát siêu độ cho mẹ. Tôi nói, con chẳng cầu chi khác, bởi có câu, một người con xuất gia tu hành chân chính, có thể độ củ huyền thất tổ được siêu thăng. Đây là lời Phật nói, mà Phật thì không hề vọng ngữ. Vì vậy con khẩn cầu Bồ Tát địa tạng, xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem. Con muốn được tặng mắt, nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên. Nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi không đứng dậy. Nói xong, tôi quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng, niệm chú triệu thỉnh mẫu thân. Chú triệu thỉnh rất linh, lúc niệm chú, tay tả tôi kết ấn kim can, tì vào eo, tay phải bắt hoa ấn, miệng niệm chú triệu thỉnh. Trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng, cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh, mẹ sẽ tới. Sau đó, tôi lại tụng diệt định nghiệp chân ngôn của Bồ Tát Địa Tạng. Lúc niệm tôi chấp thai Dùng tâm quán tưởng cầu chú ngữ phạn Cứ thế tôi tụng chú Diệt định nghiệp Tiêu trừ cõi quỷ cho mẫu thân Tiếp đến lại vì bà mà niệm Diệt nghiệp chướng chân ngôn Tôi kiết thủ ấn Quán tưởng chữ phạn trong tay phóng khoan Ánh sáng sắc trắng Cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng Bà cầu chú này vừa niệm xong Tôi thừa với Bồ Tát Địa Tạng Thưa Bồ Tát Việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của ngài ngài nhất định phải siêu độ mẹ con một ngày mẹ con chẳng siêu thì con sinh quỳ tại đây một ngày không đứng dậy hai ngày chẳng siêu thì con quỳ hai ngày không dậy bảy ngày chẳng siêu thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi con muốn chứng kiến tặng mắt chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được nói xong tôi quỳ xuống niệm đà mồ địa tạng vương bồ tát đà mồ địa tạng vương bồ tát mắt lệ tuôn tràn tôi cầu nguyện tha thiết vừa khóc vừa niệm chẳng biết niệm đến bao lâu thì phát hiện trên nền đất dưới tòa bồ tát địa tạng vương bỗng có một làn khói xanh bay lên mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn chà có khói hiện chẳng lẽ đã được cảm ứng trong lòng tôi vừa nghĩ thế thì liền gia công niệm. Nam mô địa tạng vương Bồ Tát, Nam mô địa tạng vương Bồ Tát. Lúc đó vần khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một vòm hang và bay lên từng tầng từng tầng, qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, vẫn cứ thế không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, làng khối xanh đó mới hóa thành hình hoa sen. Đến tầng thứ năm thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, hình dáng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến tầng thứ sáu, mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân. Đến tầng thứ bảy, trong bà bả càng ca kim, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà nhân gian thường thờ phụng bái lại. Ba đội mũ phượng mặc y trời, trên tay cầm viên ngọc trong chớp mắt tòa sen bay tít lên cao trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy tôi vội hướng bồ tát địa tạng vương phan cầu thưa bồ tát địa tạng xin ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con tôi vừa dứt lời ui chao người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại ngó xuống gọi nguyên ơi là thế danh của tôi tôi lập tức hồi đáp dạ con nghe thưa mẹ. Mẹ tôi mỉm cười và rất hân hoan và bà hóa thành làng khối xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao. Tôi quay lại nhìn tượng Bồ Tát địa tạng vương cảm kích rơi lệ nói. Thưa Bồ Tát, cảm tạ Ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên. Cuối cùng, ngày hôm ấy, ngày tại đây, tôi mới tặng mắt chứng kiến mẹ thăng thiên. Nhờ vào đâu? Chính nhờ vào việc tôi xuất gia. Thế thì vì sao có biết bao nhiêu người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng? Chuyện này bạn phải tự hỏi và kiểm điểm chính mình có phạm giới hay không? Nếu như, như xuất gia đã thọ giới mà phạm giới thì tính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư. Thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà hóa độ cõi âm sinh thiên làm sao có được nếu như bạn xuất gia, nghiêm trì giới luật, tinh tấn niệm Phật tu hành, phù mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên. Chắc chắn điều này có thực không nghi. Từ xưa đến nay, sự tích chứng thực việc này có rất nhiều. Phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quý vị nghe, không phải là tự thổi phòng, khoe khoang mình, mà chính vì muốn chứng minh lời Phật nói không hề hư vọng tôi chỉ là phàm phu song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành khiến mẹ được sinh thiên tôi hy vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha nên tâm hằng nguyện phải nghiêm kỳ tịnh giới nỗ lực tu hành hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho mẹ cha nếu như quý vị có thể làm được như thế thì không có gì quý hơn như vậy mới đúng với câu đệ tử phật là đại hiếu vì báo được ân cha mẹ nhiều đời. Đây mới chính là chân chánh báo đền đại ân đại đức của quyến thân vậy. Bốn con rối Ngày xưa có hai vợ chồng người thợ chuyên làm các con rối, có được một cậu con trai đặt tên là A Ung. Đến đến ngày trưởng thành, A Ung quyết định lên đường đi làm ăn xa. Để giúp đỡ cho con, ông bố mới làm cho con bốn con rối đặc biệt. Con thứ nhất mang hình dáng một thiên thần, con thứ hai lại mang bộ dạng của một con yêu tinh, con thứ ba là một ông thiên lôi, riêng con thứ tư thì làm theo kiểu một thầy tăng, một tay cầm thiền trượng và một tay cầm bát đi khất thực. Trên đường đi phiêu lưu, lần lượt cả ba con rối đầu tiên đều hóa thành người thật theo mẫu của người sẵn có để giúp đỡ cho A Ung. Con rối thiên thần giúp A Ung thoát khỏi nanh vuốt của loài thú dữ gặp phải trên đường đi. Con rối yêu tinh thì giúp chàng chiếm đoạt của cải của một đoàn thương nhân. Và con rối điên lôi thì giúp biến những của cải đó sinh sôi nảy nở thêm. Thế là cả mấy thầy trò trở nên giàu có, mua một tòa lâu đài lớn để cư ngụ. Nhưng dù đã thành công trên đường đời, nhưng lại vướng một món nợ tình không nguôi. Nguyên do là trong vụ chiếm đoạt của cải của đoàn thương nhân nọ Trang đã bắt được cô con gái của chủ đoàn thương nhân a ung đem lòng yêu thương cô ta nhưng cô gái thì căm thù nhất quyết cự tuyệt cuối cùng cô gái đã bỏ ra đi thất tình a ung trở nên vô cùng buồn khổ dù đang sống trong cảnh giàu sang tột độ lúc đó con rối thầy tăng mới cho a ung một lời khuyên là hãy thử sống như tôi Tôi không có ham muốn xấu nên tôi không biết đến đau khổ. Tôi ăn ở hoàn thuận với mọi người, nên lúc nào tâm hồn cũng cảm thấy bình yên. Thế là Aôn quyết định bắt đầu sống cuộc sống như con rối thầy tăng, là rời bỏ tòa lâu đài và cuộc sống giàu sang, một mình đi khất thực trên khắp các nẻo đường. Tuy chưa hẳn trở thành một tu sĩ xuất gia, nhưng kỳ lạ thay, từ cách sống đó tự nhiên lần hồi chàng cảm thấy tâm hồn yên ổn thanh thản hơn thế rồi một ngày nọ trên đường đi khất thực a ung đã tình cờ gặp lại hai cha con cô gái mà chàng đã từng yêu dấu nhìn thấy a ung phải chịu đựng và nghe a ung thuật lại từ đầu đến đuôi sự tình bấy giờ cô gái mới động lòng hiểu là a ung đã thực sự hối lỗi tha thứ cho a ung cô gái và cha nàng bằng lòng cùng chàng trở về tòa lâu đài cũ để làm lễ cưới. Tại lễ cưới, có mặt đông đủ bốn con rối bạn thân của A-ung. Con rối thầy Tăng một lần nữa đã giảng giải cho A-ung nghe về lẽ đời và lẽ đạo. Trước kia, cậu đã giàu sang, được quyền lực, nhưng như cậu đã thấy, của cái cho quyền lực nào có mang lại hạnh phúc đâu. Nay cậu đã có hạnh phúc lại tiếp tục sống trong giàu sang và quyền lực nhưng nên nhớ cái hạnh phúc này không phải do của cải và quyền lực mà là do biết bất chấp với thứ đó của cải và quyền lực tự nó không làm nên điều thiện hoặc điều ác cái đó chỉ tùy thuộc vào việc cậu dùng nó như thế nào mà thôi thấm thía bài học do con rối thầy tăng gợi nên hai vợ chồng a ung cho xây một ngôi chùa thờ phật cạnh lâu đài để đón tiếp thiện nam tín nữ khắp nơi đến cùng mình chứng ngộ chân lý Phật Pháp như những điều con rối thầy Tăng đã giảng dạy. Hoàng tử a sa thế Hoàng tử a sa thế bị đề bà Đạt Ma xúi dục, âm mưu sát hại vua cha là tần bà Ta La để chiếm ngôi. Nhưng công việc bị bại lộ, a sa thế bị bắt quả tang và người cha đầy lòng từ bi không đành xử phành xử phạt xứng đáng như quần thần sinh Mà nhường ngôi vàng cho hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua để trả ơn vị hoàng tử bất hiếu vừa lên ngôi liền hạ ngục cha và ra lệnh bỏ đói cho chết dần chỉ một mình hoàng thế hậu được phép vào thăm mỗi khi đi bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng a à xa thế hay được quở trách mẹ sao bà lại giấu trong đầu tóc a à xa thế cũng biết được cùng đường bà tắm rửa sạch sẽ, rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa. Vô gọt lấy món ăn này để nuôi sống. Nhưng A Sa Thế cũng bắt được và cấm hẳn mẹ không cho vào thăm vua cha nữa. Lúc ấy, vua tần bà ta la cam chịu đói, nhưng lòng vẫn không oán trách con mình. Ngài đã đắc quả tư đà hoàng, nên thản nhiên cố gắng đi lên xuống kinh hành thọ hưởng hạnh phúc tinh thần thấy cha vẫn vui tươi a sa thế nhất định giết cho quốc bắc nên hạ lệnh cho người thợ vào khám lấy dao bén gọt gót chân của phu cha xác dầu và muối vào rồi hơi lên lửa nóng khi người cha bất hạnh thấy người thợ cạo đến thì mừng thăm ngờ rằng con mình đã an đăng hối cải cho người đến cạo râu tóc để rước về trái với sự mong ước của ngài người thợ cạo đến chỉ đem lại cho ngài cái chết vô cùng thê thảm. Cùng ngày ấy, vợ a thế hạ sanh một hoàng nam, tin lành đến vua một lượt với tin vua Tần Bà Ta La chết trong ngục. Tình chánh hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước, nỗi vui mừng của a thế không sao kể xiết. Cả người nghe nhẹ nhàng vui sướng, tình thương của một người cha lần đầu tiên chấm nở trong lòng, mặn nồng sâu sắc thấm vô từng khớp xương ống tủy đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương là cơ hội để cha mẹ thưởng thức một tình thương mới mẻ đậm đà vô cùng trong sạch cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào cảnh giới kỳ lạ khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết của mình đã đổ giọt ra để nối tiếp mình tức khắc a sa thế vội vã chạy tìm người mẹ yêu dấu và hỏi thưa mẫu hậu khi con còn nhỏ phụ hoàng có thương con không tại sao con hỏi lạ vậy mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra một người cha lành như cha con để mẹ thuật lại cho con nghe lúc mẹ còn mang con trong lòng ngày nọ mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ quái mẹ thèm nút vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con mà nào mẹ dám nói ra rồi càng ngày mẹ càng xinh xao và sau cùng phải thú nhận với cha con. Khi nghe vậy, cha con vui vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ nút máu. Lúc ấy các nhà chiêm tinh trong triều tiên tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó, tên con là a xà thế tức a Satatu, sa kẻ thù chưa sanh. Mẹ có ý định giết con ngay không lòng, nhưng cha con lại cản mẹ. Một hôm, con có cái nhọt trên đầu ngón tay nhức nhối vô cùng khóc suốt ngày đêm không ai dỗ được cha con đang cùng bá quan phân xử việc triều đình nghe vậy cầm lòng không đặn bế con trong lòng và không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng nhẹ nhẹ nuốt cho con đỡ đau cướm thay cái bụng nhọt bể máu mủ tuôn ra trong miệng cha con vào sợ lấy ra con sẽ nghe đau nên cha con đã nuốt luôn vào bụng cả mũ lẫn máu. Phải, người cha hết lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhẹ nhẹ nuốt hết vừa máu vừa mũ. Nghe đến đó, bỗng vua A Thế đứng phát dậy, kêu lên như điên, hãy chạy mau, thả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm than ôi, người cha yêu quý đã ra người thiên cổ. Tình thứ nhì được trao tận tay vua A Thế vua xúc động rơi lệ đầm đề bây giờ ông mới nhận định rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết được tình cha thương con như thế nào vua tần bà ta la băng hà và tức khắc tái sinh vào cảnh trời tứ đại thiên vương tên là shana và về sau vua a thế được gặp đức phật trở nên một thiện tính lỗi lạc và tạo được nhiều công đức trong một kết tập tam tạng đầu tiên. Quả báo tà dâm Câu chuyện nhân quả báo ứng có thật này xảy ra vào đầu năm 1990. Trường cục trưởng ngày từ đầu năm nay bỗng vướng căn bệnh lạ. Tự dưng, ông phát lạnh rung, lạnh khủng khiếp, tới buốt đầu choáng váng. Vào mùa hạ tháng 6 mà phải mặc áo bông từ lúc bị quái bệnh này mặt ông tái nhợt toàn thân ẩm ướt một chút sức lực cũng chẳng còn cho nên đành nằm dưỡng bệnh tại nhà hai năm nay ông đi khắp các bệnh viện danh tiếng chẩn khám nhưng không nơi nào tìm ra bệnh tiêu tốn mấy chục triệu rồi nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân bệnh vô phương chữa trị mấy hôm gần đây có người bà con giới thiệu là có một vị đại sư thần thông quảng đại, giỏi kỵ bệnh. Dù các y viện bó tay, ngài cũng đều có thể chữa kỵ khỏi. Trường cục trưởng chẳng tin, mới đầu ông từ chối, không chịu đi khám bệnh. Sau vì thân nhân khuyên mãi, nên đành nghe theo. Ông cũng muốn thử xem, biết đâu gặp thầy hay thì có thể chữa lành. Khi đại sư tới, Trương Cục trưởng đang nằm trên giường, ngày hè tháng 5 mà ông lạnh tới răng va vào nhau lập cập. Đại sư trông còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi, dáng chất phát phúc hậu, thuần khiết. Đại sư chỉ liếc sơ ông Trương một cái thì ông đã run lẩy bẩy, tỏ vẻ kinh sợ cực kỳ. Đại sư như hiểu rõ, dịu dàng nói: Vong linh đang chịu oan khuất kia, đừng sợ. Ta đến là để giúp ngươi giải oan, tuyệt đối không hề có ý định làm hại, nên xin hãy yên tâm, đừng lo lắng." Đại sư trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ai là thân nhân của Trương cục trưởng thì ở lại nghe tôi nói chuyện, còn những người khác xin vui lòng tránh đi hết cho." mọi người đi ra hết. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại trương cục trưởng và cô em gái khoảng hơn 30 tuổi. Vị đại sư lên tiếng. Thực ra bệnh này cũng dễ trị, nhưng phải xem thái độ của ông Trương như thế nào. Trương muội là em gái ông. Nghe nói bệnh có thể chữa lành thì rất mừng. Vội hỏi cách chữa trị như thế nào? Đại sư giải thích. Bệnh này là do một cô nương tìm đến báo oán. Cô ta vốn là em vợ ông Trương. Chuyện giữa hai người, ông là người rõ nhất. Đại sư nói xong, thì sắc mặt xanh nét của ông Trương bỗng đỏ bừng, rồi chỉ sang tái nhợt, dáng vẻ trông rất khó coi. Trương muội muội như sực nhớ, bèn hỏi. Ý đại sư nói là giữa anh con và cô em vợ Lâm Lâm ư? cô ấy đã bị chết đuối khi còn rất trẻ chuyện này thì cô nên hỏi anh trai của mình thì sẽ rõ nếu cô ta tự té xuống nước chết đuối thì đâu có cớ gì phải ôm hờn báo oán đại sư bảo chương muội cái chết của cô lâm có liên quan đến anh trai cô ông đã làm hại tới hai bạn người đại sư càng nói càng huyền hoặc khiến Trương muội ngơ ngác không hiểu thế nào đại sư bảo hiện giờ không có người ngoài nào khác xin ông trương hãy tự mình nói ra mọi chuyện nếu không làm sao tôi có thể chữa trị cho ông được lúc này ông trương cúi gầm đầu xuống không nói câu nào nhưng hình ảnh quá khứ hiện về trong tâm trí của ông đó là một ngày mùa xuân Lúc đó ông đã kết hôn được 2 năm. Trong thời gian này, nhạc phụ và nhạc mẫu ông bỗng nối tiếp nhau tạ thế, bỏ lại đứa con gái Úc mới 16 tuổi. Vợ của ông do cảnh nhà chỉ có hai chị em, chẳng còn cách nào khác đành phải rước em gái về ngủ chung nhà với chồng mình. Hôm nọ, vợ ông có việc phải ra ngoài qua đêm, ông Trương nhìn thấy cô em vợ, tuy tuổi nhỏ nhưng thân thể đã nảy nở, nên lòng dâm bộc phát. Thế rồi tối đó ông dụ dỗ, cưỡng đoạt cô em vợ. Nào ngờ sau đó lâm lâm mang thai, do tuổi còn quá nhỏ nên cô rất sợ hãi, lại thêm khó bề mở miệng kể ra với chị mình. Thấy bụng ngày càng phình to, lúc này nhằm vào niên đại 70, đang là thời kỳ đầu cải cách. Nếu như để người ngoài biết được, thì chỉ càng xấu hổ thêm. Lầm lầm rơi vào tình cảnh, nếu như không chết thì cũng bị phỉ nhổ. Cùng đường nghĩ quẩn, cô đành nhảy sông tự vận. Đại sư thấy ông Trương cứ ngồi im không chịu khai gì, liền nói có vẻ như ông không muốn ta chữa bệnh cho. Thôi thì ta về đây. Trương Mụi thấy đại sư đòi về, bèn bảo Trương. Anh hai, chúng ta đều là người nhà cả, có gì mà khó nói chứ. Muốn trị lành bệnh thì anh phải kể ra như thầy yêu cầu đi. Thấy ông Trương vẫn nín thinh không mở miệng, Trương muội đành quay qua đăng nỉ đại sư. Xin ngài chỉ bảo cho, đại sư đem những gì mình nhìn thấy kể hết ra và thở dài bảo, xem như ông hại tới hai mạng người lẫn đa, chứng lạnh rét trên thân ông là phản ảnh cảnh giới thọ khổ của vong linh cô nương đang bị oan khuất tủ nhục kia. Ông Trương không ngờ là hôm nay mình lại gặp một thần nhân biết rõ quá khứ ẩn tình của mình như thế. liền tỏ rõ thành ý. Nếu như được lành bệnh, sư dạy chi ông cũng làm theo. Đại sư nói, tốt, vậy thì nội trong bảy ngày thôi, ông sẽ thấy mình khỏe lại. Sang ngày thứ tám thì qua đây, đón tuổi tới làm lễ siêu độ cho vong linh đại sư còn nhấn mạnh nếu như ông không thực lòng sám hối chẳng muốn siêu độ đàng hoàng cho vong linh thì bệnh sẽ không lành đâu nha hãy nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở quả nhiên đến ngày thứ ba chứng rét run trên người ông trương biến mất ngày thứ bốn rồi thứ năm ông đã có thể xuống giường bước đi giống như người bình thường đến ngày thứ bảy thấy trên thân không còn cảm giác bệnh hoạn chi giống như quái bệnh đã được bắt đem đi mất chỉ thấy sức khỏe hơi còn yếu thôi tính ra đã hai năm rồi ông không có được cảm giác khỏe khoắn dễ chịu như thế này ông trương ngắm nhìn bầu trời bên ngoài lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn nhưng qua đến ngày thứ tám ông không thèm làm theo lời dặn a à phải đi thỉnh đại sư tới bởi ông thầm nghĩ mình đã được khỏe như thế này, xem như bệnh đã lành rồi, thế còn phải đến thỉnh đại sư nữa làm chi? Cho dù ông có là thần tiên, mình cũng không muốn đối mặt với người đã biết rõ chuyện xấu mà mình từng làm. Qua ngày thứ 9, bệnh của ông Trương bỗng tái phát mãnh liệt, mức độ còn nặng và nguy hiểm hơn cả trước đây. Toàn thân ông rét rung, răng và lập cập mặt tái nhợt nhìn giống như người sắp chết tới nơi. Trong tình thế cấp bách này, vợ ông vội kêu xe, vượt mấy mươi dặm xa đến mời đại sư, nhưng đại sư đã đi vắng. Nghe nói phải hai ngày sau sư mới quay về. Nhưng chưa tới hai ngày thì Trương cục trưởng đã mạng vong. Sau đó tôi hỏi đại sư, vì sao ngài cố tình gánh mặt đi vắng? Đại sư đáp gặp hạng người bội tính chẳng có lòng tin hành xử vô lương tâm thì tôi chẳng có thể nào chữa trị vì chỉ phí công vô ích hãy xem ông ta hại cô em vợ tính thêm đứa con trong bụng nữa thì là hai bạn người tội này lớn lắm vì sao tôi biết rõ chuyện nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra chính vì muốn tạo cho ông ta cơ hội phát lộ sám hối tự mình thú nhận kể tội trước thân nhân nhưng ông ta một bề không biết lỗi không có chút tâm ăn năn hạng người như thế tôi làm sao có thể giải oan giúp cho được quan có đầu nợ có chủ đành phải phó mặt cho quan quỷ đến bắt ông ta đi thôi đại sư còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện nhân quả báo ứng thật những kẻ hại người những phải quái bệnh. Ngài đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng đa số đều chữa khỏi, tùy vào tâm thiện và tấm lòng thành biết ăn năn sám hối của đối phương. Chẳng hạn như có một vị cán bộ ít nọ, bị đau lưng ngót mấy mươi năm. Ông đào đến cứ nằm trên giường, lăn lộn rên xiết. Tùy đã đi khám, chẩn trị nhiều, uống thuốc chất đóng mà chẳng có chút thuyền giảm gì cả. Sau đó ông ta tìm đến đại sư, sư bảo. Hồi mới giải phóng, ông có giết một tù binh, rất tàn nhẫn, giờ y đã tìm ông báo thù. Quyền tù binh đó là trưởng đoàn bên đối nghịch, tính rất ương bướng, hoang cố. Lúc đó ông ít, đang làm trung đội trưởng, bèn sai lính thừa đêm tối, đứng từ phía sau, chém vào lưng tù binh, khiến ông ta chết đi lão cán bộ nghe nói rất khâm phục đại sư bèn làm y lời dạy của ngài ông về nhà siêng năng tụng kinh niệm phật hành thiện tạo phúc chí thành cầu siêu cho nạn nhân hàng năm đều làm chỗ cúng sau đó lưng ông cán bộ hết đau ông nhân đây tỉnh ngộ sống rất cẩn trọng không dám phạm qua một lỗi lầm nào nữa đại sư kết luận làm người trên thế gian, sống phải có lương tâm. Bản thân nếu lỡ làm ác, thì phải biết ăn năn sám hối, tu sửa chuột lỗi. Chỉ những bệnh nhân nào sống có lương tâm, biết thủ tính và biết nhận lỗi sửa sai, thì tôi mới có thể chữa trị lành bệnh. Giao du cần chọn bạn. Trong tuyết sơn có một khu rừng cây cối âm tầm, có đủ thứ quả thơm ngon, lại ở lại ở về phía mặt trời soi luôn, được thêm phần ấm áp. Có đủ thứ chim tụ hợp, một hôm chúng bàn với nhau rằng, chúng ta ở đây với nhau được đông đúc như thế này, kể cũng là một sự quý quá, song cũng cần nên có một con đứng đầu để trông coi giữ gìn trật tự, mong khỏi xảy ra những chuyện đáng tiếc về sau. Chúng đều cho là phải, lập tức triệu tập hội hợp cùng nhau, bầu lên một con làm vua, cầm quyền thống trị cho chúng sau một hồi bàn cãi, bắt đầu bầu chim hạt, có con phản đối nói. Không thể được, vì chim hạt chân cao mỏ dài, bầu lên một con, khi con nào không may có lỗi, sẽ bị mổ vỡ ốc, phần đông cho là phải. Thế là chim hạt bị bác. Thứ hai, đề cử chim ngang. Lại có con phản đối. Chim ngang tuy lông trắng mỏ đỏ, mình đẹp, ai trông thấy cũng yêu thật. Xong vì cổ dài lại hay bị ngoẹo. Vậy cổ mình đã vên, cử lên làm gương chính cho cả chúng ta nào được. Thế là ngang lại bị bác. Thứ ba cử chim công. Chúng cho chỉ chim công là xứng đáng. Vì lông đầu cánh đuôi đều có vẻ, vậy có thể làm vua được lại phái phản đối nói. Vẫn biết chim công là đẹp, song chỉ tốt mã bề ngoài thôi. Không phải là loài biết liêm sĩ, mỗi khi múa hả, là xù ngái hình ra, thật rất là khó coi. Thế là chim công cũng bị bác trong đi trong lại thấy chim cú chúng cho là cú ban ngày thích yên tĩnh ban đêm hay rình mò như thế có thể trông coi cho chúng được mọi sự yên ổn cả đàn vỗ cánh ưng thuận cú đã được đại đa số tán thành lúc bấy giờ chim vẹt đứng ngoài nghĩ rằng phàm như phép làm chim ban đêm cần yên tĩnh để ban ngày đi kiếm ăn nay bầu cú lên ban đêm thì hắn lần mò chúng mình phải chầu chực ban ngày hắn nghỉ ngơi còn mình phải đi kiếm ăn như thế cả chúng ta bị dứt giả khổ sở suốt cả đêm ngày nay nếu ta tắt bị hắn giận có thể sẽ bị hắn vật long và mổ chết nhưng nếu nay ta bỏ đi thì tất cả đàn cùng khổ cuối cùng vẹt lại nghĩ rằng thà là mình bị khổ xong khổ để binh vực lẽ phải cho công chúng được nhờ còn hơn là yên phận sống lấy một mình thế là vẹt giữ một thái độ rất bình tĩnh và cương quyết ra nói với công chúng rằng Cứ theo thiện ý của tôi thì không nên bầu cú làm vua Vì lúc vui vẻ, trong mặt hắn rất khó coi Huống gì khi hắn cáu lên, thì còn ai dám nhìn nữa Giả lại ba ngày, thì hắn nằm dài ra Ban đêm lần mò đến sáng, thì còn ai chịu được Đó là lòng thành thật của tôi xin bày tỏ Cả chúng đều tỉnh ngộ cho vẹt nói là đúng Đều nhận vẹt là trí tuệ, nhanh nhẹn, sáng suốt nhất Kết cuộc bầu vẹt nên làm vua. Cẩn thận thận khi phát ngôn. Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa thượng Diệu Pháp đang giảng pháp cho đám đông mười mấy người tại nhà một cư sĩ nọ. Thì bóng ngoài cổng có một người đàn ông trung niên bước vào quỳ trước Hòa thượng Diệu Pháp. Cuốn quýt khẩn cầu sư phụ đến nhà cứu vợ ông ta dùm. Sư phụ bảo ông ta đừng sốt ruột, hãy từ từ kể ra mọi chuyện Nguyên là tháng trước, vợ ông ta bắt đầu đi đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng. Không bao lâu tiểu tiện cũng gây go, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong, sau đó suốt hai tiếng vẫn đi vệ sinh chưa được. Do vậy mới đi bệnh viện khám. Té ra bà ta bị trĩ nội, đã mọc lớn như cái bánh bao, không nói khoa trường chút nào. Hiện giờ đi đứng cũng khó khăn, tâm tư mười phần thống khổ. Bác sĩ trách vì sao bà để đến giờ này mới đi bệnh viện khám? Bà nói do không đau không ngứa nên chẳng biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. Ông thở dài trình báo. Bác sĩ bảo cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhưng khẳng định là rất nguy hiểm. Vì trước đây, ông từng mổ chỉ nội nhiều lần. Trong số này có người bị đại xuất huyết dông mạng, nhưng mà một chỉ của họ không có lớn dữ như là của bà. Chúng con đang bối rối không biết phải tính sao đây. Nghe nói có sư phụ đang ghé qua dùng này, nên mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ của con dùm. Sư phụ định thần một hồi rồi bảo, vợ ông tu hành rất tốt, tính tấn lắm. Chẳng phải hai vợ chồng đã phân phòng ngủ riêng rồi ư? Dạ phải thưa sư phụ. Dùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo tứ trọng thanh tịnh minh hối trong kinh lăng nghiêm. Do vợ con kiên trì muốn thế, con cũng tùy thuận theo. Con, tuy con không vào đạo tâm như bà, dù không tin nguyện, nhưng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chịu theo. Vì thành tụ cho bà cũng là thành tụ của con. Không hiểu sao bà tu tinh tấn như vậy mà lại chiêu vời kết quả thế này. Hòa thượng cười cười nói, kết quả như vậy là không tốt sao? Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả. Người như Pháp tu hành, nhất định cũng gặp báo chướng. Cũng có thể nói là nghiệp lực hiện tiền. Đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà được trả nghiệp sớm, hoàn toàn không phải là việc xấu nếu không cái mục trĩ lớn như thế tại sao không đau đớn chứ nhưng hiện thời bà đang rất bất ổn hãy dẫn ta tới ngay nhà ông đi nào nhà ông ta cách đấy không xa người tại hiện trường cũng rùng rùng đi theo bệnh nhân là bà hội trần quá khứ từng tu theo ngoại đạo từ nhiều năm sau khi biết phật pháp rồi thì hướng dẫn cả dòng họ tộc sau khi biết phật pháp rồi thì hướng dẫn cả dòng tộc họ trần gồm huynh đệ tỉ muội cho đến con cháu toàn bộ mấy mươi người đều quy y phật môn cả từ người già hơn sáu mươi đến trẻ nhỏ 10 tuổi họ đều tự nguyện bỏ mặn ăn chay nói theo đời thường là một đau cắt đứt hết hơn nữa hầu hết đều thuộc chú lăng nghiêm ngay cả chị hai chị ba của trần cư sĩ tuy không biết chữ nhưng cũng chịu khó học từng chữ một vậy mà cuối cùng họ cũng thuộc hết chú lan nghiêm hơn nữa còn siêng năng đến chùa tụng kinh công phu sớm tối khi tôi chứng kiến cảnh này thật là vô cùng cảm phục những thời khóa sớm tối như là chú đại bi thập chú con cháu bà đa số thuộc lào lào trần cư sĩ được đại gia đình coi như đầu não bộ chỉ huy ngay cả anh cai bà là giám đốc hãng xưởng cũng nghe bà theo tu hành hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giường dáng vẻ như đang chờ cái chết đến nhìn thấy hòa thượng diệu pháp tiến vào bà có vẻ rất xúc động cảm kích nói ôi chào sư phụ đến cứu con vừa nói bà vừa chắp tay định ngồi dậy thì hòa thượng ngăn lại sư phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giường dịu dàng hỏi còn hồi xưa có mở tiệm bán giải phải không? Bà Trần đáp, dạ có, nhưng bây giờ đã nghỉ rồi. Lúc xưa gây cãi với khách, còn có chửi họ không? Hòa thượng lại hỏi, dạ làm ăn buôn bán thì hay xảy ra chuyện này. Nhưng là gặp những vị khách kỳ khôi, nhưng mà con chưa từng chửi người, nhưng mà con chưa từng chửi người. Sư phụ hỏi tiếp, giống như chuyện có một phụ nữ tuổi hơn 30 cứ nặng nặc đòi con trả một khúc giải hai bên bắt đầu gây cãi con đã từng thốt lên lời làm tỏ tổn thương hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm tra lại xem có điều này hay không lời sư phụ nói như ngầm nhắc nhở chân cư sĩ lộ vẻ xúc động rồi thưa ôi chào con nhớ ra rồi quá là có việc này mấy năm trước thường ngày con luôn kiểm điểm Hãy nhắc lại lỗi nào thì con sám hối Sao mà lại quên bén việc này chứ Rồi bà kể Đây khái là khoảng 6 năm trước Có một chị đến Chỉ vào sắp giải trong số hàng Mà con đang chưng bên ngoài cửa tiệm Và đòi mua Thế là con lấy đúng loại vải đó trong tiệm Cắt ra bán cho chị ta mấy mét Nhưng hôm sau Chị ta lại lò dò tìm tới Đòi cả hàng Lúc đó thì làm sao con chấp nhận được con nói Chị đã lựa chọn kỹ rồi Tôi mới cắt bán cho Sao giờ chị lại đòi trả cho tôi Chị tôi bán cho ai đây Nhưng chị ta ngang bướng nói Loại vải hoa bà cắt ở trong tiệm Không có giống như là vải đang trưng bày ở ngoài cửa Và chị ta cầm sắp vải mình mua Đem ra so sánh với vải bài bên ngoài Họ hàng Do hàng bên ngoài là hàng trưng bày Đã nhiều ngày Bị phơi nắng phơi sương tự nhiên màu sắc với bạc đi và nhạt hơn một chút, còn cúc vải con bán cho chị đúng là màu gốc, màu chính thống, chưa kinh qua gió sương. Nhưng chị ta cứ một mực nói là không giống, còn là hét âm ý đòi trả hàng. Lúc đó quả thực còn nổi tức, liền phản bác lại rằng vải ở trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt chị và cái mông của chị vậy đó. Lúc ấy thực tình. Là con ví dụ như vậy để so sánh giải thích cho chị ta hiểu rõ. Thế mà cũng tính là chửi sao? Sư phụ thấy bà Trần kích động, cười cười nói. <cười> có phải khi đó có rất đông người vây quanh không? Bà Trần thưa. Dạ phải, vì là khu chợ sầm út nên có rất nhiều người, mà chị ta lo hết ầm ý. Nói ngàn cậy bướng như vậy, đương nhiên thu hút nhiều người bu quanh. Hơn nữa không ai ủng hộ chị ta trả vải, điều cho là chị này hoa vô lý. Sư phụ lại nói, khi còn nhiều ví dụ như thế, đám đông vây quanh đã cười ô lên, rồi còn xúm nhau bỡn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mông cho dễ. Dạ, hình như là có. Vậy con nghĩ kỹ xem, ví dụ của con Xét về lý thì có thể đúng Nhưng đối với nam nhân Thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát Nhưng đối với phái nữ Thì không thể không xếp loại Đây là một kiểu sĩ nhục Hiện tại con đã thọ qua Giới Bồ Tát cư sĩ Khẩu tạo nghiệp như thế này Kiểu tạo khẩu nghiệp như thế này Sao có thể không sám hối chứ Hình như cuối cùng Con cũng cho phép chị ta trả hàng Dạ phải Lúc đó có người khuyên con Để vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán Chi bằng rộng lượng một chút Cứ chịu thiệt cho chị ta cả hàng Hiện có nhiều người vây quanh như thế Cũng có thể giúp tuyên kiệm cho mình Còn nghe có lý nên làm theo Còn chị ta lúc đó thì không còn lời gì nữa để cãi Và con đồng ý cho chị ta cả hàng Nhưng do sư phụ nói Ví dụ của con có hàm ý sử dụng gì ấy Hồi đó còn chưa từng nghĩ đến Bây giờ được ngài nhắc Đời nói ngày xưa Thật sự có khơi lên tác dụng Sỉ nhục chị ta Sao hồi đó con không nghĩ ra chứ Hòa thượng Diệu Pháp nói Một người phát tâm đại tu hành Không chỉ đoạn tất cả ác Tu, tất cả thiện Mà những nghiệp đã tạo ra đời nay Nhất định phải nhớ tới Để sám hối Như vậy mới có thể giải được nghiệp Chính nhờ con tinh tấn tu hành Nhưng lại quen bén khổ nghiệp đã tạo từ hồi đó Nên mới thành kết quả ác này Khi ác quả chín mùi thì phải đọa lạc Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm Rồi ngày mai gặp ta Sáng hôm sau Bà Trần đi xe đạp đến bái kiến hòa thượng Bà nói Thưa sư phụ Thật là kỳ diệu đến không ngờ Một kỹ như cái bến bao của con Đã không cánh mà bay Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa, cô mở một tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng người, miệng mười, không chịu thua ai cả. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô ta thì cô mắng ra rã ngót hai tiếng đồng hồ. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh chịu khó bỏ công tự kiểm điểm, rà soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thật tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì cũng giật mình, lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân. Oan nghiệt đời đời trước, kiếp này phải trả. Chùa Quán Âm ở huyện Lâm Hải, tỉnh Triết Giang, trước kia có một vị hòa thượng pháp hiệu Hàm Huy, đã hơn 40 tuổi, là người nghiêm trì giới luật. Một hôm, Hòa thượng đang đi tản bộ trên đường, ngang qua một quán bán thịt chó. Chủ quán mời mua thịt chó, do nghiệp lực chiêu cảm, làm cho vị hòa thượng bỗng dưng bị mũi lòng bởi mùi hương của thịt chó. Đột nhiên nước miếng tuôn chảy, thèm thuồng nghĩ tưởng đến cảm giác ngậm miếng thịt chó vào miệng, thích thú vô cùng. Ngay lập tức, ông su Tàng ý nghĩ thèm thuồng đó và vội vàng quay trở lại về chùa. Sau khi hòa thượng về chùa, bỗng toàn thân sốt nóng, trên thân dần dần mọc ra 18 cái nhọt độc. Mỗi nhọt độc đều có hình giống như đầu người, cây đau đớn không thể chịu nổi. Nếu có người khác nhìn thấy nhọt độc thì đớn đau có phần giảm đi, nhưng nếu che lại, không cho người khác thấy, thì lập tức đau đớn đến thấu xương thấu tủy. Tuy đã mời thỉnh rất nhiều thầy thuốc danh tiếng, song tất cả họ đều bó tay không thể trị được. Sau khi chịu sự hành hạ đau đớn như vậy một thời gian, Hòa thượng Hàm Huy liền tự suy ngẫm Hẳn đây là do oan nghiệt ác báo từ đời trước. Ông liền quỳ trước hình tượng Đức Như Lai. Kiên thành tụng kinh kim cang, phát nguyện sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ và hiện tại. Một buổi trưa nọ, vị hòa thượng đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng thấy 18 cái nhọt độc cùng lúc nhô lên giống như những hình người bị chặt đầu. Từ trong yết hầu lại vang ra tiếng hỏi, Ông có biết chúng tôi không? Hòa thượng đáp, tôi không biết. Lại có tiếng nói, ông không biết thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Vào đời nhà Kim, ông làm chức thống lãnh binh lính. Chúng tôi đều là hụt hạ dưới quyền của ông. Ông ra lệnh cho chúng tôi canh giữ cửa ra vào chỗ đóng quân. Trong bọn chúng tôi có hai người lén xuống núi. Gặp một phụ nữ đi một mình liền cưỡng hiếp. Cô ta về nói với chồng. Chồng cô tức giận đến báo với ông. Xong, ông không chịu điều tra xem ai là người phạm tội. Liền hạ lệnh xử chém hết thảy 18 người giữ cổng chúng tôi. Hai tên phạm tội cưỡng hiếp, cố nhiên đáng tội chết. Nhưng chúng tôi không liên quan gì đến việc làm tội lỗi của họ, lại bị ông xử chém. Oan thù như thế, làm sao có thể không trả? Chúng tôi theo ông đã hơn 200 năm, nhưng biết ông tin theo Phật. Những đời trước đều làm thiện tích đức, đức, nay lại xuất gia nghiêm trì giới luật, nên lúc nào cũng có thiện thần hộ pháp theo bảo vệ. Chúng tôi không dám xâm phạm. Mới đây, nhìn thấy thịt chó ông đã khởi tâm muốn ăn. Như vậy là đã phá giới, khiến thiện thần hộ pháp đều xa lánh. Chúng tôi mới có cơ hội báo án này. Nay ông lại tụng kinh cầu nguyện giải trừ oan trái. Vậy chúng tôi cho ông thêm ba năm nữa. Sau đó nhất định quay lại lấy mạng ông. Từ đó quả nhiên, nhọt độc của hòa thượng Hàm Huy không phát tác nữa. Nhưng đúng ba năm sau, chúng phát tác trở lại kịch liệt hơn lần trước, thối rửa và làm cho đau nhức không chịu nổi. Những cái nhọt độc oan nghiệp ấy đã hành hạ ông mãi cho đến chết. Phải chăng đây chính là luật nhân quả mà ông phải cánh chịu? Tôi có dịp đến xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên để để một sở thị tận mắt về cái hang thần bí mà người dân nơi đây luôn tôn kính. Hang nằm ở Đại Bàng, bản Hợp Thành nó có nhiều tên như là hang ma ba tổng, hang quan tài hoặc hang tiền. Nhưng người dân nơi đây thường hay gọi bằng cái tên hang ma ba tổng. Sự kỳ bí của nó khiến bao người phải kê sợ. Kể cả những người bản địa cũng ít người dám bén mảng tới lãnh địa hang ma. Nó nằm ở độ cao cách thung lũng dưới chân núi khoảng 600 mét. Đường lên hang ma ba tổng vô cùng hiểm trở, dốc đá treo leo một bên là vách núi dựng đứng một bên là vực sâu thẳm vào những đêm trăng trầm người ta vẫn nghe thấy những tiếng hú hét vang vọng xuất phát chính từ hang ma ba tổng này nhưng có một người thợ săn lão luyện đã dám đặt chân tới đây và câu chuyện trong những lần đặt chân tới hang ma này đã khiến người thợ săn ấy phải giả từ sự nghiệp để tìm hiểu rõ câu chuyện tôi đã tìm đến người thợ săn để nghe câu chuyện ly kỳ của ông. Ông ấy là Hoàng Văn Nam, người ở bản Hợp Thành, một thời từng là tay súng bách phát bách trúng nổi tiếng ở nơi này. Ngồi bên ấm trà trong buổi chiều, ông Nam chậm rãi nhớ lại từng chi tiết của chuyến đi săn định mệnh ấy với khách. Trong ký ức của ông Nam vẫn chưa bao giờ quên được câu chuyện này. Đó là một buổi trưa cuối năm 1997 như mọi buổi đi săn khác sau khi ăn xong tôi vác đồ nghề lên vai dắt theo đàn chó săn tinh nhuệ cùng ba người anh em nữa thẳng tiến lên núi rừng ba tổng đồ nghề của ông là những cái bẫy sắc ngọt dùng để săn thú và khẩu súng săn đã theo ông chinh chiến hơn chục năm trời sau khi đặt bẫy cả mấy thợ săn nhìn thấy cảnh con khỉ cầu xin được tha chết và cả gia đình con khỉ ấy dắt díu nhau vào hang. Người thợ săn như thức tỉnh. Bao năm cầm súng, giờ đây, ông bỗng trùng bước bởi cảnh tượng chứa đựng cái tình trang chứa của nhà khỉ. Câu chuyện về một người thợ săn lão luyện bỗng buông súng bỏ nghề sau chuyến đi săn định mệnh đã trở thành một huyền thoại sống nơi rừng núi đất chè. Ngồi hút thuốc và ngồi đợi kết quả thu được. Đồ nghề của ông là những cái bẫy sắc ngọt, dùng để săn thú và khẩu súng săn đã theo ông chinh chiến. Đồ nghề của ông là những cái bẫy sắc ngọt dùng để săn thú và khẩu súng săn đã theo ông chinh chiến hơn chục năm trời. Sau khi đặt bẫy, cả mấy thợ săn ngồi chờ. Mãi một lúc không thấy động tĩnh gì, ông cùng anh em mình quyết định khi lùng theo kiểu đánh động, theo thế gọng kìm. Lùng sụp một lúc lâu bốn thợ săn nhìn thấy một con khỉ đầu bạc rất to xuất hiện trên gành đá. Cả bốn người chưa từng thấy con khỉ nào lạ lùng như thế. Nghĩ là một chiến lợi phẩm ngon lành, mọi người cẩn thận, tỉ mỉ tiếp cận mục tiêu. Cố không để con khỉ bỏ trốn. Khi cách con vật tầm 30 mét, những tiếng súng vang lên. Con khỉ đầu bạc trúng đạn và hút hoảng chạy trốn. Không thể đánh bắt chiến lợi phẩm này những người thợ săn lành nghề rượt theo cho kỳ được. Lần theo vết máu, ông Nam tới được cổng hàng ba tổng, nơi người dân bản địa ít dám đặt chân tới. Con khỉ bị chảy máu ở chân, nó ngồi trên phiến đá ngay trước cửa hang, cách ông Nam và đồng đội, chừng 10 mét. Lúc này cả bốn người dương súng săn, nhắm bắn thẳng vào con vật tội nghiệp. Nhớ lại giây phút đó, ông Nam nói, Kỳ lạ thay, chẳng phát súng nào trúng, dù con khỉ vẫn ngồi đó, và chẳng thèm bỏ trốn như ban đầu. Nó dường đờ mắt, ngấn hai giọng lệ, nhìn chầm chầm vào những người thợ săn. Bất chợt, nó lòi ra từ đâu một nắm quả rừng, chỉ ra phía chúng tôi như ý muốn, cầu xin sự sống. Ông Nam kể lại rằng, chưa bao giờ trong cuộc đời đi săn của mình, ông lại được chứng kiến cảnh tượng đầy xúc động đó. Nhưng việc của một người thợ săn là giết thú rừng, nên mặc dù tấm lưng đã ướt nhẹp mồ hôi, ông vẫn quyết tâm phải bắn hạ bằng được con vật đáng giá ấy. Điều ông không bao giờ nghĩ đến, chính là lúc ông dơ khẩu súng săn bén mùi thịt rừng của mình lên, thì bất chợt có thêm hai con khỉ nữa xuất hiện, một to, một nhỏ. Chúng nhìn chầm chầm vào những người thợ săn, rồi chắp tay vái lấy, vái để, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ như cầu sinh tha mạng chứng kiến cảnh tượng đó bức giác ông Nam và những người anh em của ông buông thỏng súng xuống, xuống không ai bắn nữa rồi cứ đứng như trời trồng để mặt ba con khỉ dìu nhau vào hang ma lẫn trốn cuộc chạm trán đầy bất ngờ và sự đối đầu không lường trước giữa một gia đình khỉ với những người thợ săn lão luyện như ông Hoàng Văn Nam đã khiến bản tính của ông thay đổi ít nhiều. Sau đó, tâm tính của ông hiền lành hơn. Sự vô cảm dường như không còn nơi chất chứa. Chứng kiến tình cảm của những con vật ấy, ông Nam cảm thấy ám ảnh. Những lần sau, ông vẫn tiếp tục đi săn, nhưng không còn săn những con thú lớn, mà chỉ tìm bắt những loài động vật nhỏ mà thôi. Tiếp đó, khi kể lại câu chuyện thoát chết trong gan tất nhờ sự cứu mạng của bầy khỉ mà đứng đầu là con khỉ đầu bạc, ông Nam vẫn không khỏi trùng mình. Đó là cả một sự tích, một câu chuyện thần thoại trong đời thực mà ông Nam may mắn được làm nhân vật chính. Đó cũng là nguyên cớ khiến ông quyết định bỏ nghề, rửa tay gác kiếm, không còn vương vấn gì đến nghiệp sát sinh thú rừng nữa. Những năm đó vì không còn đi săn thú lớn nên tôi không cần nhiều chó săn như trước. Mỗi lần đi tôi chỉ mang theo một chú chó để huấn luyện dần. Trong lần đi săn đó, tôi mang theo chú chó chuyên bắt rắn. Khi tôi và con chó của mình tới trước gền núi đá dựng đứng trước hang ma ba tổng, một địa điểm mà từ trước tới nay ông chưa từng đặt chân khám phá. Tôi quyết tâm chinh phục một lần. Ông kể, nói là làm, ông Nam bám tay leo lên những gền đá sắc nhọn, cao tầm 7 mét để tiến vào một cái hang sâu bên trong vách núi thế nhưng thật không may lúc ông đang thận trọng bám từng nắm tay chắc nịch vào mỏm đá thì bất ngờ tông chạm phải một con rắn hổ đang trường bò phía trên vách núi theo bản năng con rắn phình hai cái mang to như bàn tay người rồi đớp lấy tay của gã thợ săn nhanh như cắt tay trái ông nam bám chặt vào mỏm đá tay phải theo phản xạ buông khỏi phiến đá để tránh sự tấn công của con rắn. Rồi tôi bị trượt tay, té ngã xuống quảng đất trống, phía dưới gần đá. Trong lúc ba đập ngã xuống, tôi mơ hồ như có cái gì đó kéo tôi lại, và tôi ngất đi, lời ông nạp kể. Tỉnh lại, ông thấy mình nằm trong khe đá. Ông không hiểu sao mình lại mất được vào đây bởi chỉ chút nữa là ông đã ngã xuống vực thẳm sâu. Gần đó, bay khỉ đầu bạc vẫn ngồi gần chỗ ông nằm. Chúng không hề hoảng sợ, mà chỉ ngồi nhìn. Điều bất ngờ hơn là ông nhận ra con khỉ đầu bạc đã xin ông tha chết trong lần đi săn trước. Ông tin rằng chính bay khỉ đã cuốn mạng ông trong phút nguy cấp đó. Sau sự thoát chết thần kỳ ấy, ông hoàng văn nam lẳng lặng trở về rồi nhất quyết bỏ nghề mặc sự can ngăn của bạn bè người thân ông cho rằng ăn củ rừng rưng rưng nước mắt cái gì cũng có cái giá nhất định của nó ông khuyên con cháu từ nay không được theo nghề sát sinh nhất định phải sống làm người lương thiện theo ông không làm điều ác cũng như sự trả ơn đối với núi rừng